Lấy ba vợ. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, đức vua có ba bà hoàng hậu tài sắc vẹn toàn. Cả ba người đều được đức vua sủng ái như nhau. Thưa đức vua, vua nước láng giềng đã cho người đưa cống phẩm đến ạ. Cho vào. Thưa đức vua, đây là những cống phẩm quý giá nhất xin được dâng lên ngài. Đức vua của chúng tôi muốn bày tỏ sự mến mộ đối với đất nước của ngài ạ. Thật là quý hóa, ta sẽ đích thân đến cảm ơn đức vua của các ngươi vào một ngày gần nhất. Ôi, đây chính là ba hoàng hậu đẹp nổi tiếng của đức vua. Nghe danh đã lâu, hôm nay thần mới có dịp được diện kiến. Đức vua của chúng tôi vẫn luôn cảm thấy thắc mắc, tại sao ngài lại để đến ba bà hoàng hậu ở vị trí tương đương với nhau? Chẳng phải từ trước đến nay, một nước chỉ nên có một hoàng hậu thôi hay sao ạ? Nhưng ba hoàng hậu của ta đều tài sắc như nhau, chỉ để một nàng ở cương vị hoàng hậu thì hai nàng còn lại sẽ phải thiệt thòi. Bẩm đức vua, trong ba mỹ nhân này thế nào cũng có một người tuyệt diễm hơn hai người kia, nhưng ngài không tài nào nhận ra được thôi ạ. Có lẽ vì ngài nhìn mãi nó quen mắt đi chăng. Xin đức vua tha tội nếu những lời nói từ đáy lòng của thần có động chạm đến ngài. Việc đó thì có quan trọng gì đâu cơ chứ, thưa đức vua. Dù thế nào, xin đức vua hãy cẩn trọng trước những lời nói của sứ giả nước láng giềng. Họ đã từng là kẻ thù của chúng ta, biết đâu lại có âm mưu nhũng nhiễu nào đó thì sao? Lời nói của hắn cũng có ý đúng. Ta rất muốn biết trong ba người vợ của ta, ai là người đẹp nhất. Nhưng làm thế nào mà ta có thể biết điều ấy được nhỉ? À, phải rồi. Ta sẽ mở một cuộc trưng cầu dân ý ở hậu cung, tìm xem ai là người đẹp nhất. Người hãy bao triệu tập tất cả mọi người vào sảnh điện chính cho ta. Ta là người được đức vua chọn đầu tiên, chẳng có lý gì mà ta lại không phải là người đẹp nhất. Vào trước thì cũng chẳng khẳng định được điều gì cả. Mọi người chẳng luôn nói ta có vẻ đẹp thật lạ hay sao? Ôi, ta thì chẳng có gì mà phải bàn cãi nữa, bởi ta biết chắc chắn rằng mình là người đẹp nhất. Cuộc trưng cầu dân ý cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, vì ai cũng cho rằng ba bà hoàng hậu đều đẹp ngang nhau. Thưa đức vua, chuyện này sẽ không thể nào mà đi đến hồi kết được. Thò gan, ai cho phép ngươi ngăn cản những ý định của ta? Ta lệnh cho ngươi trong 3 ngày nữa phải giải quyết cho xong việc này, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Muôn tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ rằng bọn hạ thần chỉ sở trường về chuyện cung kiếm văn thơ, còn chuyện đẹp xấu tướng hảo ra sao thì chắc phải nhường cho các vị tướng số nổi tiếng. Hay là bệ hạ cho mời y vào, y sẽ phân biệt rõ ràng hơn không? Phải, có thế mà ta cũng không nghĩ ra. Ngươi còn không mau làm ngay đi. Vâng, thưa đức vua. Thế nào, ngươi thấy ai là người đẹp nhất? Muôn tâu đức vua, xin ngài hãy cho con được trả lời câu hỏi này vào ngày hôm sau. Thôi được rồi, ngươi lui đi. Ngày mai ngay lập tức trả lời cho ta. Vâng, thưa đức vua. Muôn tâu thánh thượng, hạ thần trộm nghĩ rằng ba hoàng hậu mỗi người có một vẻ đẹp riêng, tùy theo nhãn quan và sở thích của từng người. Ý kiến của chúng thần có thể bất đồng nhau, nhưng vì sợ uy quyền của nhà vua nên bọn hạ thần không dám nói lên ý kiến của mình, mà chỉ kết luận chung chung rằng cả ba đức bà đều tài sắc như nhau. Thế thì khanh giải quyết bằng cách nào đây? Muôn tâu, ngu thần có một kế mọn như thế này. Thường thì chỉ khi ở bên những người thân thiết nhất, người ta mới có thể nói thật lòng với mình. Chi bằng chúng ta hãy để vợ của ông ấy bí mật hỏi về điều này. Hay lắm, khanh hãy thi hành ngay cho trẫm. Cho gọi vợ của hắn ta vào cung và dặn dò tuyệt đối cẩn trọng. Đồng thời, chính chúng ta sẽ đích thân theo dõi chuyện này. Ông này, ông đã có câu trả lời vào ngày mai chưa? Chẳng lẽ ông không thấy ai là người đẹp nhất hay sao? Trước mặt đức vua và hai vị hoàng hậu còn lại, làm sao ta lại dám trả lời thẳng thừng những chuyện này chứ? Nếu ta nói ra thì sẽ mất lòng hai hoàng hậu còn lại. Như thế thì nàng cũng biết hậu quả rồi đấy. Thật ra, theo tướng số thì hoàng hậu đầu tiên chính là người đẹp nhất.
tất cả những đường nét trên khuôn mặt của hoàng hậu đều vô cùng cân xứng, hài hòa và tuyệt mỹ. Đó là một vẻ đẹp không ai có thể sánh được. Vậy là trước mặt ta, ngươi đã dám buông lời giả dối, không nói thật những điều ngươi nghĩ. Người đâu, mau chém đầu tên này cho ta. Xin đức vua tha mạng, xin đức vua tha mạng. Nàng chính là người vợ đẹp nhất của ta, vậy mà bấy lâu nay ta đã không nhận ra được điều đó. Thật là bất công. Kể từ sau ngày hôm đó, đức vua đặc biệt sủng ái hoàng hậu thứ nhất, lơ là hai hoàng hậu còn lại. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Đừng lo, ta đã tính toán hết rồi. Đây là thuốc độc, chỉ cần bỏ vào đồ ăn thì bà ta sẽ mãi mãi biến mất khỏi chúng ta. Bẩm đức vua, hoàng hậu đẹp nhất đã trúng độc và chết rồi. À, người nói sao? Là kẻ nào? Kẻ nào? Hãy mau tìm cho ra kẻ đó ngay lập tức. Dạ thưa, đã tìm được hung thủ sát hại hoàng hậu đẹp nhất rồi. Giải vào đây cho ta. Xin đức vua hãy tha mạng, xin hãy tha mạng, chúng thật là vợ của ngài mà. Chém đầu hết cho ta. Xin hãy tha mạng, xin hãy tha mạng, đức vua. Cả ba người vợ của ta đều đẹp, cớ sao ta lại phải nhất định tìm cho được người đẹp nhất chứ? Giờ thì tất cả họ đã xa ta, hoàng cung vốn bình yên như vậy mà giờ lại thê lương thế này. Ta ân hận lắm, ta thật là một kẻ hồ đồ. Xin đức vua hãy bớt đau buồn. Theo như thần dò xét thì việc này đúng là đã nằm trong âm mưu của nước láng giềng. Chúng muốn bệ hạ không được bình yên. Ta thật là hồ đồ. Cuối cùng thì ta phải trả giá cho sự hồ đồ ấy. Vậy là ba vị hoàng hậu xinh đẹp nhất nước đều chết hết. Đức vua đau lòng và ân hận về việc làm của mình vô cùng. Cuối cùng chỉ còn lại một mình nhà vua cô độc trong hoàng cung trống trải lạnh lẽo, bất kể xuân hạ thu đông. Cơ hội nảy sinh từ khó khăn. Vâng. Có chuyện gì anh cứ nói ạ. Cha đã mất rồi, anh em mình phải cùng nhau gánh vác, mở mang tiệm gốm của cha. Anh sẽ đảm nhận gánh vác cửa hàng ở đây. Nhà ta có mảnh đất trên con dốc cao khu bên cạnh. Anh muốn em ra đó mở cửa hàng gốm thứ hai. Em đừng lo, anh sẽ đưa tiền cho em mở cửa hàng. Mở nhỏ thôi, rồi có lãi. Dùng lãi đó mà mở rộng. Ở đó đường xá khó đi, em sợ. Vậy mới cần đến sức trẻ và sự thông minh của chú chứ. Vâng, em xin nghe theo anh. Phải thế chứ, cuối cùng thì cửa hàng cũng thuộc về ta. Mở cửa hàng ở đây đã mấy tháng rồi mà chẳng có người mua. Tiền thì đã hết. Mời các bác vào mua đồ gốm sứ đi ạ. À, toàn là hàng hảo hạng, tinh xảo và bền đẹp đấy. Không mua, không mua. Đang vừa khát vừa mệt thì chớ. Mau đi thôi, chịu khó đi thêm mấy tiếng nữa sẽ tới trung tâm buôn bán. Tôi khát quá rồi. Đến phải đóng cửa hàng mất thôi. Mình thật có lỗi với cha. Này cậu ơi, chào cụ. Cụ muốn mua đồ gốm sứ có phải không ạ? À, mời cụ vào. Xin lỗi cậu, tôi không mua đồ gốm. Thế tôi lên đây thăm người quen ở dốc bên kia kìa. Mà đi tới đây mệt quá, tôi có thể ngồi nhờ ở đây một chút để chờ không? Dạ được ạ. À, cụ có thể ngồi ở đây thoải mái, cháu cũng có người để nói chuyện. Hình như cửa hàng làm ăn không được tốt lắm thì phải. Tôi thấy đồ gốm cũng toàn loại tốt cả. Nhưng... Vâng, ở trên cái đỉnh dốc này,
cũng nhiều người qua lại đấy, vì đi tiếp mấy nửa ngày đường nữa là trung tâm mua bán sầm uất rồi. Nhưng chẳng ai dừng chân để mua đồ gốm sứ cả cụ ạ. À, cậu này, liền cho tôi xin cốc nước uống cho đỡ khát được không? À, ấy chết, cháu quên mất, cụ chờ cháu một lát ạ. À, cháu mời cụ uống trà. Cảm ơn, cảm ơn. Chà chà, trà ngon đựng trong bình đẹp thì còn gì bằng. Đồ gốm nhà cậu món gì cũng rất đẹp đấy. Giá như ai cũng nhìn thấy được điều đó thì hay biết mấy. Nhưng đồ có đẹp đến mấy mà bán ở chỗ này thì không có khách mua là phải. Ở đây địa hình đồi núi, đi lên đi xuống tới đây, ai cũng đói, cũng khát, người ta tìm chỗ nghỉ ngơi, chứ ai quan tâm tới đồ gốm nữa. Dạ, ông nói đúng. Vậy cho nên cháu có mời chào thế nào cũng chẳng có ai vào xem hàng cả. Cháu đang định đóng cửa hàng đây cụ ạ. À, trà rất ngon, khác mà được uống cốc trà đúng là tỉnh táo, khỏe khoắn cả người. Thêm nữa, ta muốn mua một bộ ấm chén như thế này, cậu có bán không? Dạ, bán chứ ạ. À, để cháu gói cẩn thận lại cho cụ. Cháu chào cụ, lúc nào cụ về, mời cụ lại ghé cửa hàng cháu uống trà. Cảm ơn cậu. Chào cậu. Cuối cùng thì cũng bán được một bộ ấm chén, chờ nhờ vào mấy chén nước. À, phải rồi, sao mình không nghĩ ra sớm chứ. Cửa hàng gốm của Sa Tít ngày càng đông khách và mở rộng. Con dốc những tưởng là một trở ngại lớn lại trở thành một cơ hội lớn. Vậy mới thấy thành hay bại đều ở trong tay mình. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.